bắt đầu khoảng tầm 20 đến 25 tay thì em có thể đăng ký trước ha. Thì tầm đấy thì đều có một khóa, thì mình chủ yếu mình chỉ có một lớp online nhất thôi là triển khai văn vẽ thi công này, vừa modeling nè, khai báo thông tin xuất nhập nè, rồi sử dụng vivo gip nè, thống kê khối lượng nè, rồi lưu thành file mẫu thì chúng ta làm việc cho nó dễ nè, rồi chúng ta dàn trang nè, rồi hướng dẫn anh em một số cái, ví dụ chúng ta reload và chúng ta trẻ những cái file ra để làm ra được trên một bộ đồ nhất thôi, để trẻ ra để làm ra được những cái gì theo như thế này nha. Chúng ta không cần phải xuất qua xuất lại, chúng ta copy những kia mà công thì hoàn toàn hệ thống thư viện mình đã soạn sẵn hết rồi. Anh em cứ việc tham gia khóa học và dùng thôi, chọn gói không cần bắt buộc mình phải thêm bất cứ gì đó nha. Rồi thư viện thì luôn cập nhật, thì anh em có nhu cầu thì anh em có thể DM mình, còn không thì mình có thể làm quen với những cái video này và tự mình nghiên cứu. Ai thắc mắc thì có thể nhắn tin mình nha. Rồi, ok mọi người nha. Rồi, hello anh em. Thì đây mình giới thiệu anh em cho cái phần 3 về cái phần thiết lập cơ bản ha. Cái hôm trước mình đã đi đến cái phần shape và cái phần content field rồi. Rồi đến cái phần này thì chúng ta sẽ có cái phần tên là ketchup model. Thì cái thao tác này nó hiện lên khi anh em có một cái model nào đấy. Ví dụ đây mình có một cái viewport. Thì khi mình tích chọn bên trong này nè thì nó mới hiển thị cái model này lên cho mình. À, hiển thị model này cho mình. Chứ nếu mà bây giờ chúng ta không có model, chỉ có những cái texture như cái này thôi. Đây. Thì này là những cái bức thành view mình lót vô này, thì nó sẽ không có hiển thị cái tab này lên. Thì chúng ta chọn vào cái view model. Thì cái này nó giúp nó hiệu chỉnh cái gì? Ở phần bên trên này chúng ta sẽ có cái tên của cái file. À, ở đây chúng ta sẽ có là cái gì, cái dấu này giống là dấu cập nhật. Cái phần viewport này chúng ta sẽ có cái dấu khóa này, thì cái này nó gọi là khóa sin. Như mình khóa lại này, thì coi như cái vùng viền này nó sẽ có màu đỏ, mình sẽ không thao tác được nó. À, mình không thao tác được nó. Mặc dù là dưới sketch cái phần layer model mà chứa cái view này, này nó vẫn đang mở, nhưng mà anh em không thể anh em thao tác được nó, thì cái này bị khóa rồi. Thì chỉ có cách là anh em mở khóa thì mình sẽ hiệu chỉnh được những cái thông số này. Rồi. Thì cái này nó cũng đơn giản đây. Đây chúng ta sẽ có cái tên của cái scene này là cái phần S1 ha. À, và đặc biệt ở trong cái dòng này anh em lưu ý hai cái dòng này cho mình. Thì cái thông số đầu tiên đó là 0.5 bt. Thì anh em nên để về cái 0.1 bt này. Mặc định ha. Thì chúng ta nên để đây 0.1. Thì sau này chúng ta có đúp decay những cái scene này lên này, những cái trang lên nó có chứa scene để chúng ta chuyển sang những cái scene mới đó. Thì tự động nó sẽ nhớ thông số là 0.1 này nè. À, để nó hiển thị cho cái scene này. Thì anh em thấy khi mà hiển thị ở 0.1 đó, thì cái nét mình nó sẽ ở dạng là gì? Nó mạnh hơn rất là nhiều. Đúng không? Anh em nhìn những cái nét này. Rồi mình chuyển về 0.1 này. Đúng không? Thì cái nét mình nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Rồi cái lưới thứ hai á, chúng ta sẽ có cái thằng này. Thì cái này chỉ là cái nét đứt của mình. Do trên cái view này hiện tại không có cái nét đứt, đừng ít đát. Thì anh em nếu mà anh em triển khai phần kiến trúc của chúng ta có phần 2D mà có những cái nét khuất ít đát á, bậc cầu thang nữa, thì anh em nên để dao động tầm khoảng 0.5 đến 0.25. Thì cái này tùy vào cái view của mình ha. Rồi, thì nên để hai cái thông số này, đừng nên để auto. Rồi, chúng ta sẽ có cái phần raster này. À, dấu tích auto view này là chúng ta sẽ tự động nó render cái view nhìn của mình. À, bên đây chúng ta sẽ có cái phần ba cái đường thị, một là vector, hai là raster và ba là hai grid. Thì anh em nên để cái phần raster này thôi. À, tránh để hai grid, tại vì cái này nó chính là cái vùng nhìn của mình thôi, chứ nó không tác động tới cái file. Tại vì khi mình xuất file thì mình nên để cái chất lượng là tốt nhất, mặc định của nó. Thì cái đó ra cái file mình cũng nét căng thôi, chứ nó không vấn đề gì ha. Cái lúc làm việc chỉ nên để raster thôi. Còn vector khi nào? Vector chúng ta thoát dim. Thì anh em thấy ha. Đây mình đang để chuyển về chế độ là gì? Vector. Thì tự động là nó sẽ bắt những cái điểm giao này, chúng ta bắt điểm nó tốt hơn. Thì anh em nên chuyển về vector để anh em tiến hành dim. Thì sau khi dim xong mình cũng chuyển về cái này là gì? Raster. Để nó fill lại cái nét hắc và cái map này cho anh em. Ở dưới này chúng ta sẽ có cái vùng nhìn camera, ở trên nó gọi là standard view nè. Thì cái này chính là cái mặc định. Ở dưới đây mình đang có mặt bên thì nó đang để là phong. À, đây là cái gì?
mặt bằng, đây là mặt tớt, người ta view nhìn chúng ta từ trên chúng ta nhìn xuống. Thì trong quá trình sử dụng thì mình thấy có một số trường hợp mà file nó nặng quá, nó bị lỗi ấy. Thì ví dụ anh em đang để một cái mặt đứng nhưng mà ra mặt bằng, nhưng mà đang mặt bằng thì lại ra mặt đứng, mặc dù anh dụ với anh em là chuyển cái scene này, thì anh em kiểm tra đúng là cái scene đó là cái mặt bằng, nhưng mà tại sao nó lại xuất hiện cái mặt đứng, thì anh em tích vào cái view mà nó đang bị lỗi đó, nhớ chắc là cái dòng này nó đang nằm ở mặt nào. Thì một số trường hợp thi thoảng nó bị vấn đề như thế thôi, chứ không phải lúc nào nó cũng bị nha. Rồi ở đây chúng ta sẽ có cái dòng mặt đô này là cái phần tỷ lệ, cái giống mà reverse scale này nè. Thì nếu mà anh em tích vào nó, đây mình chọn cái view này đi, nếu mà mình bỏ tích vào nó thì khi mà mình kêu thì anh em thấy cái tỷ lệ nó nhảy không ha. Rồi mình sẽ cần trong Z lại. Còn nếu mà anh em để cái reverse scale này, khi mình kéo này thì cái view nhìn nó tự động nó sẽ rớt lại, còn này nó giãn ra và nó sẽ không ảnh hưởng tới gì đến cái tỷ lệ của cái bản vẽ của mình. Đó là cái sự khác nhau của reverse scale ha. Rồi dưới này chúng ta sẽ có một số mục như là effect này, ví dụ muốn bật sơ đồ lên thì mình tích vào đây thôi. Nhưng mà thường mặt bằng thì chúng ta không nên để cái phần sơ đồ, thì mình thấy nó không có thực tế. Thì về mặt bằng thì làm sao nó xuyên được cái nắng vào bên trong, tới bên trong này được. Rồi dưới này chúng ta sẽ có cái phần vọt này là gì, chính là cái background làm việc. Nếu mà anh em để cái vọt này thì nó lấy luôn cả cái phần background ở phía sau nha. Thường là phần cái này mà tắt đi rồi, và cái shadow này cũng rất ít dùng. Và nếu mà trường hợp view nào muốn dùng shadow lít chữ phải thì nó sẽ nhanh hơn nha. Rồi chúng ta sẽ có phần style này. Thì những style này mình đã hầu như bên model nó có gì thì bên này đều có hết. Thì anh em cũng có hai cách dùng, một là lít chuột phải chọn style nếu mình muốn thay đổi, nhưng mà đa phần thì mình setup trước scene đó, thì mình đã setup chuẩn như này thì hầu như mình cũng không cần mình qua đây mình chủ yếu là mình dàn trang với lại mình thao tác, mình dim với lại mình test những cái này thôi chứ hầu như mình cũng không có liên quan tới những cái này. Rồi trong đây sẽ có những cái tab. Thì nếu anh em muốn bật tắt những cái tab nào bên trong đây nè, thì mình có thể mình chọn tích vào những cái dòng này rồi nha. Đó, coi như vậy là xong về cái phần dimension tab style. Thì chúng ta đến phần dimension này. Dimension mặc định của SketchUp thì nó đơn giản, tại vì cái này mình đã có lấy một đường dim rồi. Thì bây giờ đừng đa phần nếu chúng ta sử dụng cái đường dim mình đã tạo sẵn, mình kéo ra thôi. Nhưng một đường dim nó như thế này, muốn bít thì mình dim. Dim này, đây cái phần len ha. Đó. Rồi chúng ta bấm dim này, dim xanh này, bấm định D này, tích vào auto scale này mình cứ việc mình dim thôi. Tích vào auto scale nó tự động sẽ căn chỉnh cái tỷ lệ cho anh em. Đó. Đúng là một phần 120. Độ dày gạch này là gì? 10. Cái tường bên đây là gì? Tường 100. Rồi thì cái đường dim này mình chỉnh được gì? Thì mặc định của SketchUp anh em phải là gì? Chọn đối tượng trước, rồi mình mới hay suy nghĩ tới cái chuyện hiệu chỉnh chứ nếu anh em không chọn đối tượng thì nó sẽ không hiện cái tính năng edit lên cho anh em. Đó, mình chọn đối tượng trước rồi xong thì qua đây chúng ta sẽ có một số cái tùy chỉnh. Ví dụ ở bâu là cái gì, là nằm bên trên nè. Rồi chúng ta sẽ có phần center là nằm ngang này. Rồi chúng ta sẽ có cái phần gì bị lâu này là nằm phía dưới. Nào, bây giờ mình thử dim hai cái đường dim. Ví dụ này mình sẽ dim một số cái đường dim nó càng bên đây nè. Ví dụ ta có một số cái đường dim nó nằm cạnh khích nhau như thế này, thì mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng trong trường hợp nào. Đây mình có chân bàn như thế này rồi xong mình sẽ dim từ đây qua đây. Su thì không thể nào mà anh em yêu cầu nó dim mà nó nhanh mà nó mượt, hoặc có một số autoclip gì bên trong AutoCAD được nha, thì mình dần dần mình sẽ làm quen đó. Rồi nhưng mà sẽ có cái này, thì nếu mà đặt ở bao lên hết á thì hầu như hai cái số nó sẽ bị lắp với nhau. Thì khi đó cái đường dim như thế này nè, thì thường mình sẽ sử dụng cái tính năng này đó để mình đẩy nó xuống dưới này. Thì có nghĩa là một cái dãy số này chúng ta hoàn toàn ta đặt được hết, và cái đường chanh dim của mình nó không bị cắt đi nha.
đọc được hết tất cả những cái số này, thì mình đi không để những tab mà nó trùng lắp với nhau thì mình không có hiển thị được cái thông tin nha. Rồi thì mình em ta sẽ có một số cái nghiêng đây đó, thì này anh em cứ việc lúc dần dần thì nó sẽ là quen với lại cái này nha, không vấn đề gì cả nha. Cứ bỏ thời gian động đích là tự động mình sẽ hiểu những cái này thôi. Rồi bây giờ mình kích đây thì nó hiện đơn vị lên, ở đây mình để nó là mm cho nên là nó sẽ display cái unit lên nha. Thường nó bằng cũng không cần scale. Thì khi mà anh em đi một đối tượng nào đó, ví dụ đây chúng ta sẽ có bản vẽ, ta có nhiều phần tỷ lệ, ví dụ đây mình sẽ có mặt bằng rồi chi tiết, thì hai cái nó chắc chắn nó sẽ là tỷ lệ với nhau. Thì khi mà anh em dim bấm chế này, ta lấy thuộc tính để ta dim, thì khi ta dim ta nên là bật tính năng auto scale lên, thì vì nó sẽ tự hiểu những cái phần mà zoom lên như thế này này, nó sẽ có những tỷ lệ anh em thấy mình dim này ha, là 100 thì cái đoạn đường này nó sẽ to hơn, tỷ lệ này gấp đôi nè, thì đây này chắc chắn nó cũng là 100. À, đó là tính năng auto scale. Rồi và lưu ý auto scale này, thì ví dụ như mình đang có đoạn tường này, khi mình copy cái đường dim này ra thì nó sẽ nhảy số này. À, có nghĩa nó không có dò được cái điểm này chỗ này. Đó, thì anh em lưu ý điểm đó. Còn khi mà mình bấm đường dim, mình xem để mình kiểm tra cái scene này nó là bao nhiêu, 1/50. Thì khi mình bấm cái đường dim và mình chọn cái tỷ lệ tắt auto scale đi và mình chọn 1/50 vẫn là 100, và mình copy cái dòng này hay là move ở đây thì bên đây vẫn là 100. Thì đó là sự khác biệt của auto scale và gì, và anh em chọn cái tỷ lệ sẵn ở bên đây ha. Rồi dưới này chúng ta sẽ có là cái số hiển thị ở phía sau cái dấu thập phân. Rồi vậy thôi, hệ của mình là hệ dimethyl và dimet ha. Thì từ những phiên bản sau này thì nó cho chúng ta cái tính năng là cắt dim. Đây cái phần extension line này, gọi là cắt dim ha. Hình như là từ cái đầu 2020 version 2020 thì nó cho chúng ta cắt dim. Ví dụ đây mình có đường dim như thế này. À, đây mình nhập con số này, ở đây mình dim một đường dim là cao hơn đi. Rồi. Đây mình nhập con số này là 5. Thì anh em thấy nó cắt ngắn nữa. Nhập con số đó là gì? 10. Cắt ngắn lại. Thì nếu mình bỏ cái khóa này ra và nhập đây là gì, 2, thì bên đây nó cắt vào đây không ha, đó là cái sự khác biệt nè. Trường hợp đó anh em có tùy chỉnh là gì, mình muốn cắt một chân dim hay hai chân dim gì đấy thì hoàn toàn có thể chỉnh được ở trong đây. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một test tay này. Ví dụ đây mình có đường test này, à chúng ta có đường test này. Rồi ví dụ đây chúng ta có đường test này, thì cái phần test tay này nó giúp chúng ta là tùy chỉnh được, thứ nhất là cái phông chữ, cái family này chính là cái phông chữ của mình, và cái nữa chúng ta sẽ có một số cái tay, cái kiểu chữ hiển thị và cái size này, kèm theo đó chúng ta sẽ có cái canh lề, canh giữa này, và gạch chân dim hay là in đậm gì đấy, thì chúng ta có những cái tùy chỉnh ở trong này. Thì liên quan tới test đó, thì anh em phải chỉnh ở trong này thôi. Ví dụ này chúng ta sẽ có cái đường dim như thế này, thì cái đường dim này cho chúng ta là chỉnh cái hiệu chỉnh về cái đường dim thôi. Còn ví dụ anh em muốn chỉnh về con số này đây nè, đó thì anh em vẫn phải click vào bên trong phần test, thì có nghĩa là cái bảng, những cái bảng option ở bên trong cái layout này, thì mỗi một cái tab như vậy nó sẽ cho chúng ta một cái tính năng riêng biệt, chứ không phải là chỉnh dim thì mọi thứ trên cái đường dim và bên trong dim nha. Đó, ví dụ như bây giờ là cái phần này dim thì hiệu chỉnh về cái phần tỷ lệ đơn vị thì anh em vào bên trong dim, còn phần test này thì bắt buộc mình phải vào bên trong phần test tay. Ví dụ anh em đậm nghiêng gì đó thì anh em bắt buộc anh em vào bên trong này, và anh em muốn hiệu chỉnh là cái gì, cái độ dây của cái thằng này, cái đường line này, thì phải quay về xếp đó. Thì hầu như nó chia ra chứ không nhất thiết là đường dim hay là cái gì hay test này. Mình bắt buộc phải vô test mình chỉnh. Ví dụ đây mình có cái test này, mình muốn có đường bao thì bắt buộc phải lên chót, muốn có bách thành làm lên này, đúng không? Rồi thì về cái phần test này, khi mà mình chọn một cái test ở đấy
thì nó cho mình hiệu chỉnh được cái phông. Ví dụ anh em gõ phông vậy đó, nhưng mà mình thấy nên phù hợp nên sử dụng những cái phông thuộc hệ Unicode ra. Và đây chúng ta sẽ có chỉnh được các bằng cái size. Rồi, thì ví dụ ở đây chúng ta sẽ có một số định tắc như cành trong B nè. Đó, giống như là trong Word này kia là thôi nha. Đó là cái phần này. Rồi, ở dưới này chúng ta sẽ có cái phần layer. Thì giờ mình nói cái phần layer. Chúng ta sẽ có cái phần layer này. Dù đây chúng ta sẽ có cái phần dim. Thì đây là cái bản vẽ mà chúng ta khai triển cái phần nội thất. Cho nên em thấy là chúng ta sẽ không có nhiều cái phần layer như mình chúng ta khai triển về kiến trúc. Ví dụ đây mình có một cái bản vẽ kiến trúc như thế này. Thì em thấy là chúng ta hệ thống layer nè. À, mình set dùng để cho để dùng khai triển về kiến trúc thì nó sẽ có nhiều đối tượng hơn, giúp mình quản lý cái file. Ví dụ một số cái đối tượng mình sử dụng đi dùng lại nhiều lần thì mình thay vì mình duplicate nó lên thì mình sẽ sử dụng cái tính năng hiển thị trên các trang. Thì khi đó là cái file mình dạng trang nó sẽ nhẹ rất là nhiều khi quá trình mình sử dụng mình dạng trang ha. Đó, chứ nếu mà anh em không chia nhỏ, anh em quản lý ra cái gì anh em cũng dồn vô một layer gốc đó, thì hầu như cái cách mình dạng trang nó sẽ không khoa học nha. Rồi, đây mình sẽ nêu một cái trang để anh em hiểu về phần layer. Thì ví dụ như đây chúng ta sẽ có cái phần tab nè, nghĩa chúng ta cộng một cái trang, trừ coi như mình trừ một cái trang giấy đi nha. Cái dấu viết này nè thì nó đang để ở trang này, thì có nghĩa là chúng ta đang thao tác ở trang này. Thì mình vẽ một bất kỳ một đối tượng nào đó, thì nó cũng nằm ở trang này hết ha. Rồi, thì nếu mình muốn mà mua sang một cái layer nằm phía dưới này nè, thì mình đích chuột phải mình chọn mua layer, mình muốn mua đến cái layer rồi đó, thì mình quyết mình chọn thẳng dù mình mua xuống phần map này. Thì anh em thấy nó đang hiển thị ở phần map. Và cái dấu màu xanh này khi anh em chọn đối tượng rồi đấy, nên mình vẽ thêm một đối tượng nữa. Rồi, khi mình chọn đối tượng rồi đấy thì nó hiển thị dấu màu xanh này, có nghĩa là cái đối tượng này đang được chọn này. Nó đang nằm ở trên cái layer tên là map này. Rồi, khi mình chọn đối tượng này thì nằm trên đây. Và mình chọn cả hai thì hiển thị hai dấu chấm này. Nha. Thì khi đó mình đích chuột phải nè, mình chọn mua layer thì nó cũng hiển thị hai cái tích này là đang hiển thị ở hai cái layer này nha. Khi đó mình muốn mua về một layer nào đấy, ví dụ mua hết video thì cả hai nó chuyển video. Rồi, thì cái nguyên lý là cái layer nằm trên nó sẽ che khuất những thằng layer nằm dưới. Đó, ví dụ đây mình sẽ cho nó cái fill đi hay là cái bắt thành gì đấy. Rồi, bắt thành đi. Rồi mình sẽ vẽ. Bây giờ là mình sẽ thao tác ở trên layer đó, tên là model. Mình có một cái đối tượng hình chữ nhật như thế này đang nằm trên model. Thì anh em thấy chúng ta sẽ có một cái nằm trên dim. Giờ mình nắm là mình kéo vô đây thì tự động nó sẽ che khuất cái thằng phía dưới. Và cái thằng này nó thuộc về gì cũng dim, thì mình nắm vô che khuất thằng phía dưới ha. Rồi thì giờ mình vẽ thêm một đối tượng nữa, hình hơi xe ganh đi, nó nằm ở đây. Có nghĩa là map nó nằm ở trên cái phần model map này, trên model, và nó nằm ở dưới cái thằng dim này. Rồi nha, thì nguyên lý cứ là cái thằng trên nó sẽ che khuất cái thằng phía dưới thôi. Nếu như vậy bây giờ là mình vẽ hai cái đối tượng cùng nằm trên map map này, thì nó mặc định đó, hai đối tượng cùng nằm trên một layer thì cái thằng vẽ sau nó sẽ nằm phía trên cái thằng vẽ trước ha. Rồi thì bây giờ nếu bây giờ hai cái thằng mà đang cùng một layer như thế này nè, vì mình muốn cái thằng hexagon này, hình bát giác này, hình đa giác này nè, nó nằm bên trên cái thằng đường tròn này, rồi mình xóa nó luôn đi để cho anh em nhìn thấy nó đơn giản. Rồi cũng nó nằm trong layer map, hai thằng này trong layer map này. Rồi thì giờ sao, thì giờ mình chọn cái này đi, mình mua lên một layer nào bất kỳ nằm phía trên đó, cái nào cũng được, dù cắt nè. Rồi sau mình di chuyển nó ngược lại map này. Rồi thì nghĩa là có hiểu là hai thằng này đang cùng một layer này thấy không, nhưng mà thằng này nó xuất hiện sau thì mình mua lên trên, xong mình di chuyển nó ngược xuống lại. Thằng này xuất hiện sau thì mặc nhiên thằng xuất hiện sau nó sẽ đè lên trên thằng xuất hiện trước. Rồi anh em cứ hiểu như vậy ha. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có cái dấu hình con mắt này, mình tích đen cái nào tắt thì dạng bản tắt layer thôi. Rồi nếu mình tích dấu ổ khóa này thì coi như mình sẽ quét không được, chỉ quét chuyển thằng bên trong thôi. Ha, mình quét không được.
Rồi thì khi đó là mình mở khóa ra thì mình sẽ quét được cho. Rồi cái dấu phía sau này là cái gì? Thì cái dấu này là xuất hiện ở cả các trang, thì anh em thấy mình khung mình đã để này, thì nghĩa là cái khung nó cũng xuất hiện ở cả các trang. Bây giờ mình sẽ chọn cái đối tượng này, mình cho xuất hiện ở các trang thì bấm apply này, thì mình quay về anh trên cái trang số 4 này nó cũng xuất hiện, quay lên trên trang 3 nó xuất hiện, hầu như trang nào ngay cả trang bìa nó cũng xuất hiện ha. Thì cái tính năng này mình sử dụng trong cái trường hợp mình sử dụng là những cái đối tượng mình sử dụng lại để tránh nhân dung lượng của cái bài của mình lên ha. Rồi thì bây giờ nó đang là hai cái thằng này, thì khi mà anh em tạo vùng chọn này nó sẽ có hai cái vùng khác nhau, một là nâu đỏ, hai là có màu xanh này, đúng không? Rồi thì đây cái màu đỏ này nó hiển thị là cái đối tượng nó được hiển thị ở tất cả các trang nha, cho nên nó sẽ có cái vùng chọn nó màu khác nhau để mình nhận biết cái phần ký hiệu này thôi nha. Thì bây giờ lúc nãy là mình khởi tạo ở cái trang bay chính này, thì giờ mình lên cái trang bay ba này thử xem. Bây giờ mình xóa thử một cái thằng, xóa một cái, thì giờ mình kiểm tra những cái trang kia nó có xóa không, nó cũng xóa luôn, thì có nghĩa là cái thằng này nó xuất hiện thị ở tất cả các trang, nhưng khi mình thao tác edit bất kỳ một cái trang nào thì đều cũng thay đổi. Ví dụ đây mình edit cái thằng này, mình méo kéo cho nó méo như thế này thử xem, rồi sang ở cái trang khác coi nó có thay đổi không không, rồi nó vẫn thay đổi. À, có nghĩa là cái đối tượng gốc nó, anh em tinh chỉnh thì tất cả trang kia nó đều có ảnh hưởng hết. Rồi thì cái này giống như là component của mình đó. Nè. Rồi coi như xong cái phần layer này, đơn giản thôi nha. À, chúng ta sẽ có đến cái phần cái tool như này, thì mình sẽ nói những cái đơn giản thôi, hầu như các phần mềm thì anh em chỉ cứ là mở cái này đều biết hết, ví dụ như new hay open này kia nè. Rồi chúng ta sẽ có những một set template này, set template này, thì chúng ta khi mà ta new ra một cái mới này, thì trong một template chúng ta sẽ có phần template này. Rồi như đây chính là cái phần template dàn trang của mình ha. À, thì mình sẽ đính kèm một link mô tả những phần template dàn trang của mình ha, để cho anh em xem cái phần review của template dàn trang này. Rồi chúng ta sẽ có một set dropbox, thì dropbox thì chính là những cái phần này ha, những đối tượng này nè. Rồi thì những hoặc là những thư viện chi tiết 2D đó, thay vì bây giờ anh em ngồi dựng hình những chi tiết cứ lặp đi lặp lại, thì mình soạn sẵn những chi tiết này, khi nào nắm kéo vào dùng thôi. Ví dụ chúng ta sẽ test tường nè, thang nè, sàn mái nè, nó ví dụ vân vân ha. Đó thì mình việc mà nắm kéo vào mình dùng thôi. Rồi nữa là insert, thì nó cho chúng ta insert hầu như tất cả mọi thứ, từ file kép là từ đến file ảnh nè, hay là file sketchup nha. Rồi à, chúng ta export, chúng ta sẽ có một số cái tính năng, ví dụ chúng ta xuất sang ảnh, xuất sang JPS và sketch là chắc mình làm một video riêng. Rồi chúng ta sẽ có phần xuất ảnh này, thì cái xuất ảnh này nè, nếu anh em post Facebook thì vậy thì nên để thành JPEG này à, cho nó tiện. Rồi khi chúng ta xuất thì lưu ý cái phần resolution này anh em nên để lên 300 à, để tăng cái tiết diện lên, cái bài sale trên in của mình nó lớn lên, để chia cái ảnh mà nó nét ha, nó không có bị vỡ. Rồi nếu mình đang để cái phần on này thì hầu như nó sẽ in từ 1 đến 18, còn nếu mình giờ chúng ta chọn room này thì chúng ta tự chọn in từng trang hay là in bao nhiêu trang nó cũng được ha. Rồi thì cái này giống như là chúng ta in các phần mềm thông dụng thôi, mà lưu ý cái thông số này. Rồi chúng ta sẽ có cái phần PDF, PDF thì dễ thôi, chọn lại xuất thôi ha. Nhưng anh em nên lưu ý chúng ta sẽ có một cái lệnh green cạnh trong B, thì anh em chọn cái file cái máy ảnh PDF này của mình nha, Photoshop Reader này, thì chúng ta có thể green nó, thì đây là một lựa chọn thứ hai. Thì cái này nó theo cảm nhận thì nó đỡ mắc nét hơn nha, và ảnh nó cũng nét hơn so với tỷ spot nha. Rồi cái phần tiếp theo là cái phần document setup này, thì chính là cái model của mình. Rồi thì bây giờ cái phần dependency nè, hầu như đây là cái chúng ta sử dụng nhiều nhất. Ví dụ chúng ta tính năng nó chính là cái phần relink này, thì anh em hay nghe cái cụm từ relink đó, chính là nó nằm ở đây. Nếu mà bây giờ mình chọn relink và mình chọn một model nào khác thì tự động nó sẽ nhảy vào đúng vị trí ở chỗ này ha, và anh em hoàn toàn anh em thử relink mọi thứ. Ví dụ mình relink cả về cái này,
đây mình có một file Excel như thế này, thì anh em relink. Thì nếu mình chọn một file Excel khác, nó relink ngay đúng như vị trí này ha. Hoặc là gì, chúng ta unlink, ta xóa rác nó rác thừa bỏ nè ha. Ta sẽ có phần auto test. Thì đây là auto test, như mình đây là cái template cho mình đã có tầm hết rồi. Thì anh em có thể search cụm từ auto test ở trên video ha. Thì anh em sẽ biết một cái plugin nó tên là auto test để giúp anh em kết tầm những cái này nha. Để giúp mình là gõ những chữ cái tắt này, ví dụ như đi chi tiết tượng đầu tượng 1, thì cái này mình chỉ cần gõ là gì, CD thôi ha. Hoặc là những cái đơn giản hơn, ví dụ như là chúng ta sẽ có cái mặt bằng cấp nước tầng 3, thì là chỉ cần mình gõ là cái chữ cái đầu dòng thôi. Này mình muốn cách tâm như thế nào thì tùy mình ha. Rồi chúng ta đây chúng ta sẽ có phần grip này, nếu mình show grip lên thì cái trang giấy mặc định của mình nó sẽ có màu này, nhưng mà thường đa phần thì mình không quen, là phần về kỹ thuật nên để màu trắng nó sẽ có cái cảm giác nó như mình đang làm về trình cầu giấy A3 hơn ha. Rồi nếu mình em grip thì show grip này, chúng ta sẽ có cái tự chọn và line và boy, line đường thẳng, boy ra dấu chấm đó, vậy thôi. Bình thường này chúng ta tắt đi ha. Mấy cái này anh em cứ để mặc định cho mình, nó hầu như nó cũng không có tác dụng, chỉ cần tắt cái phần show grip nữa thôi. Rồi chúng ta sẽ có phần group, hầu như cái này cũng để mặc định ha. Chúng ta sẽ có phần paper này, thì giờ cái paper này nó trên là khổ giấy thôi, thường là mình sử dụng cái khổ giấy A3, nếu mà khổ giấy lớn hơn thì việc làm việc chọn một số cái trong đây, thậm chí là mình kết tầm như này ha. Rồi cái phần green color này, ở đây mình sẽ có màu, nếu mình tích vào đây thì mình ta in ra thì nó sẽ có màu của trang giấy chúng ta chọn. Rồi ta sẽ có phần margin này, thì khi mà bấm vô thì chúng ta sẽ có cái đường line bao quanh, anh em thấy không, đây cái đường nhỏ này. Nhưng mà do mình có cái khung tên cho nên hầu như mình cũng không quan tâm cái này ha. Rồi cái dòng dưới này anh em lưu ý cho mình, bây giờ để mình tắt cái phần này đi. Chúng ta sẽ có những chế độ hiển thị, ví dụ như đây cái phần output này, anh em lên để mặc định luôn luôn là 2 cho mình. Rồi còn phần display phía trên chính là cái phần render, nó hiển thị giống như là cái phần SketchUp model auto render đây nha. Rồi nếu mà anh em để cái phần medium nè, thì ở mức độ là đó, thì anh em thấy nó render không? Thì cái mức độ này là mức độ hay dùng nhất và khuyến cáo dùng, ví dụ anh em nào máy mà có cấu hình nó vừa phải thì anh em để medium, khi mình xuất file nó vẫn là 2 thôi, còn chế độ làm việc mình nó vẫn là medium, thì khi đó chúng ta sẽ di chuyển những cái này nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Rồi nếu mà máy anh em nào có cấu hình tốt để là 2, thì khi hai anh em thấy nè, nét nó hầu như nó căng những cái đường này lên nha. Còn nếu mình giờ để lau thì hầu như đường nó bị vỡ nha. Thì lúc mà chúng ta đêm sau này mình xem cái mặt bằng nó cũng rất là khó khăn, cho nên chủ yếu là nên để medium hoặc là gì hai thôi nha. Thì nó sẽ động render lại cái này, anh em thấy không nha. Thì đây là cái quan trọng nhất trong cái bản document này. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có phần PNG để chúng ta relink lại. Rồi xem bên đây chúng ta sẽ có cái phần PNG này nha. Trong đây anh em nên lưu ý là nếu mình muốn tạo thêm một cái scale nào đấy thì chúng ta cứ tạo bên trong này thôi. Rồi cách tạo thì cũng đơn giản thôi, thì giờ anh em có việc đưa về cái hệ mm của mình. Giờ đây mình muốn tạo thêm một phần 50 đi, thì tự động nó hiện ra cái tên này, có nghĩa là một ở trên cái giấy thì nó sẽ bằng 50 ở trên model ha, đơn vị nó là đường mm, để bấm chữ add thì động sẽ add thôi ha. Rồi chúng ta sẽ có một shortcut này, lệnh tắt, thì trong đây một lỗ số lệnh tắt là anh em hay dùng đó, giờ mình hay dùng group nè, anh group nè và hai group model để mình tiện thao tác quản lý những đối tượng bên đây thôi. Rồi nó sẽ có cái file start này, hầu như những cái này nó cũng mặc định thôi, anh em không cần quan trọng. Rồi bao lâu mình sale là một lần nè ha. Rồi còn những cái phần bên đây thì hầu như nó là những cái tool nó được show bên ngoài rồi, nên cái này mình không nói nha. Rồi thì hy vọng cái phần thiết lập này anh em có cái phần kiến thức nền tảng để chúng ta làm quen với phần giao diện. Rồi thì những cái video tiếp theo mình sẽ khai thác những cái nội dung nó đi sâu hơn, nằm trong cái phần layout cabinet của mình, hướng dẫn anh em từ dựng hình nha.
mình đến chúng ta làm ra những cái sản phẩm nó căn bản như thế này, nói chung là căn bản thôi, không có gì hết. Rồi.